Cũng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Giang Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Bình Hàn Tây và Bình Hàn Trung. Tại mỗi nơi đến, Đại tá Nguyễn Giang Hiểu cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi sức khỏe và trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ tình cảm, sự tri ân với những đóng góp cống hiến của các gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các gia đình vui mừng trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và hứa sẽ giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình.